Trên màn hình của quý vị và các bạn là đội hình xuất phát của đội tuyển Jordani. Trong thành là thủ môn mang áo số 1 Amr Safi là đội trưởng của đội bóng này. Các cầu thủ còn lại gồm có số 2 Sibaya, số 3 Tarek Khatab, số 4 Abdelrahman, số 6 Hassan Amourian, số 7 Yosef Radet, số 11 Yassin Bakhit, số 13 Khalin, số 18 Suleiman, số 19 Anas Bani Yassin và số 21 Salem An Alazalin. Một đội bóng có chiều cao đồng đều và cho đến thời điểm này vẫn là một đội bóng khó có thể để cho đối thủ ghi bàn. Đây là trận đấu mà Jordani trở lại với đội hình mạnh nhất. Họ thay đổi một nửa đội hình so với trận hòa 0-0 với đội tuyển Palestine. Trận đấu gặp Palestine khi Jordani đã vượt qua vòng đấu bảng thì họ chỉ tung ra một đội hình không phải là quá tốt. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại vị trọng tài quen thuộc đã từng bắt chính trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở chung kết của AFCUP 2018, ông Fagani, trọng tài người Iran, từng bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh, trận tranh giải ba của FIFA World Cup 2018. Và 4 năm trước thì ông đã từng là người bắt chính trận chung kết của Asian Cup 2015. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay vẫn là những cái tên rất quen thuộc ở phòng ngự. Đặng Văn Lâm đứng trong khung thành. Ở phía trên thì Duy Mạnh đã trở lại để sát cánh cùng với Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Đoàn Văn Hậu trở lại ở vị trí bên phía cánh trái. Trọng Hoàng vẫn chấn giữ hành lang cánh phải. Ở phía trên thì Hùng Dũng ngày hôm nay sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Huy Hùng. Lần đầu tiên Huy Hùng đá chính ở giải đấu lần này. Trong khi đó, đây là trận đấu thứ tư liên tiếp huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng bộ ba tấn công của mình là Công Phượng đá cao nhất, cùng với đó là những người hỗ trợ phía sau như Phan Văn Đức và Quang Hải. Và chúng ta có thể thấy là trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta, và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ ít nhiều không phải đối mặt với những thách thức từ ánh nắng. Đó là một thuận lợi nhất định. Hiệp một của trận đấu đầu tiên vòng 1/8 giữa đội tuyển Jordani và Việt Nam đã được bắt đầu. Hạn chế những pha đá phạt ở sát khu vực 16m50 cũng là điều mà đội tuyển Việt Nam phải chú ý. Và chúng ta phải rất tập trung trong hiệp đấu đầu tiên này vì cả 3 bàn thắng của Jordani ở giải đấu lần này đều là những pha ghi bàn trong hiệp 1. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam, Quang Hải. Vẫn đang là Quang Hải. Đường chuyền cho Công Phượng. Không được. Một pha bóng đáng chú ý khi nó xuất phát từ một tình huống tranh chấp trên không của Huy Hùng ở bên phần sân nhà. Và Quang Hải thực hiện một đường chuyền nhanh lên phía trên dành cho Phan Văn Đức, dành cho Công Phượng. Đó là một pha bóng rất có ý đồ của Quang Hải. Anh muốn tạo ra một quả bóng có cuộn đủ độ vòng để vượt qua hai hậu vệ của đội tuyển Jordani. Một tình huống bóng dài khác từ phía dưới hàng phòng ngự lên cho một cầu thủ trên hàng tấn công. Jordani chỉ kiểm soát bóng có 22% mà thôi. Tổng số đường truyền của họ là chưa đến 200 đường truyền, trong khi số đường truyền của Australia là trên 600 đường truyền. Nhưng kết quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Safi gặp bất lợi về ánh nắng, và những phương án như thế này của Đoàn Văn Hậu là có thể hiểu được. Rất nhiều bóng dài đang được Jordani sử dụng. Pha bóng hay của Phan Văn Đức. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quang Hải. Phan Văn Đức. Tiếc là Phan Văn Đức lại không kiểm soát được đường chuyền của đồng đội. Một vài những pha bóng có thể nói là được phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ chúng ta, nhưng vẫn luôn cần đến sự tập trung và bình tĩnh ở phía sau để có thể triển khai những pha bóng như vậy. Một pha bóng mà huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là rất vui khi các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ của mình.
Đội tuyển Việt Nam đang tiếp cận trận đấu tương đối giống cuộc so tài với đội tuyển Iraq. Và việc chúng ta đang chơi với những áp lực tạo ra về khung thành đối phương như thế này cũng là một cách phòng ngự, khiến cho những pha lấy bóng của Jordani cho đến này phần lớn đều là những đường truyền dài. Một tình huống cố định, và trong những pha bóng kiểu như thế này thì cao thủ Jordani rất lợi hại. Một tình huống nguy hiểm khi bóng đến vị trí của một cầu thủ Jordani ở vị trí tương đối thuận lợi, vẫn là lợi thế dành cho cao thủ áo trắng Yasin. Đây là Tamari, cầu thủ sáng giá nhất của đội tuyển Jordani. Đó là pha xử lý rất hay của Quang Hải, và trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Jordani. Các cầu thủ chúng ta vừa rồi đã thể hiện một hệ thống phòng ngự nhiều lớp, và đó là sự hợp lý khi mà Tamari đã vượt qua một cầu thủ của chúng ta để có thể dắt bóng vào trong. Số đông các cầu thủ áo đỏ tham gia phòng ngự ở tình huống này cho thấy đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh. Có những lúc chúng ta có tới 7 cầu thủ bên phần sân của Jordani, nhưng khi cần thì toàn bộ các cầu thủ đều gần như đã lui về để tham gia phòng ngự. Và đây là tình huống mà số 7 của đội bạn là Josep Rodes đã bị thổi phạt. Quang Hải cũng lui về rất sâu và tham gia vào pha tranh chấp vừa rồi. Cho đến lúc này thì sự cân bằng giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định, nhưng có nguy hiểm. Hoàn hồ Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời, và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường truyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Đặng Văn Lâm đã từng khẳng định vị trí của mình trong chính trận đấu gặp Jordani ở vòng loại Asian Cup 2019 này. Cắt bóng chính xác, đó là Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng. Quang Hải. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Jordani không hề chơi đơn điệu. Bây giờ họ tập trung nhiều sang bên phía cánh phải, và Musa, cầu thủ áo số 18, đang tạo ra rất nhiều sự khác biệt khi trong pha bóng này. Và thật sự là rất may mắn khi trong tình huống vừa rồi Yasin đã khó một pha xử lý không tốt. Một tình huống cho thấy Jordani thực sự là một đối thủ đẳng cấp, một đội bóng rất giỏi về tổ chức lối chơi. Số 6 Saif là người đã áp sát vào trong, nhưng bóng đến vị trí của một cầu thủ khác, và nó cho thấy một ý đồ triển khai rất rõ ràng. Những pha phát bóng của thủ thành Safi cũng rất đáng chú ý. Thậm chí thủ môn này từng ghi bàn từ một pha phát bóng của mình. Đang là những áp lực rất lớn được đội bóng trắng tạo ra. Một lần nữa thì Phan Văn Đức lại lùi về để hỗ trợ tích cực cho khâu phòng ngự. Quang Hải, Phan Văn Đức. Ra đây, Trọng Hoàng. Đó là Hùng Dũng. Tính bất ngờ trong tình huống phối hợp vừa rồi đã qua đi, nhưng đây là Quang Hải. Không được. Rất bình
bình tĩnh với những pha phối hợp như thế này, những pha phối hợp theo kiểu tam giác giữa ba cầu thủ có mặt ở trên hàng tấn công, khi mà các cầu thủ của Jordani đã lùi về rất nhanh. Duy Mạnh đường truyền chính xác sang bên phía cánh phải cho Trọng Hoàng, dứt điểm. Thêm những pha áp sát từ phía các cầu thủ chúng ta, nhưng hàng phòng ngự của Jordani vẫn có đông người. Và đây là một tình huống nguy hiểm mà Jordani tạo ra. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Số 18 của đội tuyển Jordani đang tạo ra không ít những sóng gió về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Jordani cũng rất chờ đợi những khoảnh khắc như thế này khi chúng ta dâng cao đội hình và họ phản công. Ông Bokerman tin tưởng vào những cầu thủ có khả năng hoạt động độc lập tốt như Musa Tamari. Trả bóng của Duy Mạnh. Quang Hải. Bùi Tiến Dũng rất cố gắng. Đã có lỗi của Khalin và trọng tài Fagani đứng ở rất gần đó. Một trận đấu mà Hùng Dũng hay Huy Hùng phải đối mặt với một trong những cầu thủ thổi bóng có thể lực và sức mạnh tốt nhất của đội tuyển Jordani và rất gây ấn tượng ở giải lần này. Những tiếng Việt Nam đang được các cổ động viên của chúng ta tạo ra. Và bây giờ là quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng. Đấy đâu! Chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Bóng đã chạm vào tay của Yasin. Trước khi thực hiện cú sút thì Yasin đã để bóng chạm tay. Có thể thấy rằng những tình huống thoát xuống của các cầu thủ đã lệch sang hai biên của Jordani thực sự là lợi hại. Đường truyền chính xác dành cho Đoàn Văn Hậu. Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Safi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường truyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để du ngủ đối phương và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Pha đập nhả tuyệt vời. Nhưng chúng ta không thể lơ là khâu phòng ngự. Và những quả đá phạt trực tiếp như thế này là những điều mà đội tuyển Việt Nam rất lo ngại. Musa quá nhanh. Sau một cơ hội rất rõ ràng mà đội tuyển Việt Nam tạo ra không được chuyển hóa thành bàn thắng thì bây giờ đội bạn sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Thủ môn Đặng Văn Lâm đang điều chỉnh hàng rào. Sự liên lạc giữa Đặng Văn Lâm với cao thủ làm hàng rào là rất quan trọng để ngăn chặn một tình huống đá phạt mà bóng ở chính diện với khung thành của đội tuyển Việt Nam.
Có thể người đá phạt sẽ là Musa. Đó là một cầu thủ thuận chân trái. Chờ đợi sự liên lạc giữa Đặng Văn Lâm với cao thủ làm hàng rào để chống chọi với cú đá phạt trực tiếp này. Bóng không vượt qua được hàng rào. Musa không phải là người thực hiện quả đá mà đó là quả đá của Baharaman. Thực sự là rất lo lắng sau tình huống vừa rồi. Nhưng ít nhất thì khó khăn cũng đang tạm thời qua đi. Như vậy là có vẻ lại có thêm một quả đá phạt nữa và các cầu thủ Jordani cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Trọng tài đã phạt Hùng Dũng về lỗi đạp bóng. Lâm lại rất cẩn thận trong việc liên lạc với các cầu thủ làm hàng rào. Jordani tương đối bài bản trong những tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Một lần nữa thì Jordani lại ghi bàn trong hiệp 1. Quyết định thổi phạt trước đó là hơi đáng tiếc. Nhưng phải nói đây là cú đá quá tốt của Baha. Một cú đá vừa đạt được yêu cầu về hướng lại vừa rất tốt về lực. Và nó gợi nhớ lại bàn thắng của Toni Kroos cho đội tuyển Đức ở FIFA World Cup vừa rồi vào lưới Thụy Điển. Lại thêm một lần nữa thì các cầu thủ Jordani thành công từ một tình huống phối hợp ở một chấm đá cố định. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chơi rất tốt trước đó, đặc biệt là sau pha phối hợp giữa Công Phượng và Đoàn Văn Hậu. Nhưng sau đó là hai quả đá phạt liên tiếp dành cho Jordani. Quả đá phạt của Quang Hải. Văn Hậu, Công Phượng vẫn còn. Công Phượng, số 13 của đội bạn là Khalin quá khỏe. Jordani đang tạo ra những áp lực rất lớn.
chơi cho thấy là đội bóng này hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng, thắng Australia, thắng Syria. Một lối chơi rất đa dạng. Đoàn Văn Hậu giữ bóng tuyệt vời. Phạm Văn Đức, Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, rất hay. Trọng Hằng. Áp sát rất hay. Đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Những nỗ lực của cao thủ chúng ta ở những phút cuối của hiệp 1. Công Phượng. Thất bại nữa. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng. Hùng Dũng. Công Phượng. Rất tiếc. Đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Liên tục là những pha dứt điểm từ phía cao thủ chúng ta. Và ở tình huống này thì Hùng Dũng đã đưa ra một giải pháp xứng đáng. Safi thì thành 36 tuổi và đã từng chơi Asian Cup từ năm 2004, đã cho thấy kinh nghiệm của mình. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam khi hiệp 1 không còn nhiều thời gian. Và dù đội bạn rất to cao, chống bóng bổng tốt, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng ở tình huống dàn xếp đá phạt góc này. Công Phượng đá phạt. Là cao thủ Việt Nam ở trong tình huống này. Gần như không dâng cao. Hai tiền vệ trung tâm luôn giữ nguyên vị trí. Đường chuyền nhanh. Vẫn còn Đoàn Văn Hậu. Kịp không? Sự khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu mang về cho chúng ta một quả đá phạt. Một quả đá phạt góc ở trong một thời điểm như thế này là điều mà các cầu thủ Việt Nam có thể hy vọng. Quả phạt góc thứ hai ở trong hiệp 1 trận đấu. Công Phượng. Đó lại là Khalin, số 13 của đội tuyển Jordani, thiếu rất chắc chắn ở khu vực giữa sân và đặc biệt giỏi trong những pha tranh chấp. Trọng Hoàng. Huy Hùng. Đội tuyển Việt Nam đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoàng. Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Amer Safi đã bị giật mình. Một tinh thần tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam sau khi chúng ta phải nhận bàn thua. Những quả đá phạt góc liên tiếp. Và vẫn là Công Phượng. Đánh đâu? Quang Hải. Như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Pha trả bóng của Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Rất hay, Công Phượng. Công Phượng. Quang Hải. Chân chạy. Có quá ít khoảng trống và khi có được một chút cơ hội thôi thì hậu vệ đội bạn đã vào ngay, nên cú đá Quang Hải không được nhì. Những phút vừa qua của hiệp 2 đang chứng kiến nỗ lực tấn công của cao thủ Việt Nam. Duy Mạnh. Trọng Hoàng.
Trọng Hoàng. Một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đội bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á, và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Chúng ta cùng xem lại đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải, và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung vòng cảm. Anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương, có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordan Im. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Anh Đức là người đã từng ghi bàn vào lưới của Jordan Im cũng với một phong cách dứt điểm một chạm như vừa rồi. Một bóng rất mạnh của Safi. Đó là một pha bóng sở trường của thủ môn năm nay 36 tuổi. Còn vừa rồi là đường truyền của Khalin. Đây là Yasin. Văn Lâm. Chính xác với tình huống phán đoán đường truyền vừa rồi từ bên phía cánh trái của cầu thủ Jordani. Nỗ lực không chơi bóng của Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Quang Hải. Quang Hải đã bị phạm lỗi. Đường truyền của Huy Hùng và Văn Hậu. Phan Văn Đức, quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một tình huống mà ông Fagani đã cho đội tuyển Việt Nam được hưởng phép lợi thế, dù Quang Hải trước đó đã bị phạm lỗi và đang bị đau. Và trọng tài người Iran đang cầm trên tay một chiếc thẻ phạt. Có đến hai tình huống phạm lỗi liên tục của cầu thủ Jordani. Đây là tình huống phạm lỗi thứ hai của số 2 Faras bên phía Jordani đối với Phan Văn Đức. Nhưng trọng tài dành chiếc thẻ vàng cho Khalin. Có lẽ ông xác định lỗi của Khalin trong tình huống va chạm với Quang Hải. Chính xác là như vậy. Và bây giờ chúng ta có một quả đá phạt mà Công Phượng đã từng ghi bàn ở vị trí này, và Quang Hải cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Một pha va chạm khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải có những phàn nàn với ông Fagani. Sự phẫn nộ từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo với một pha chơi xấu của cầu thủ đối phương. Nhưng tôi cho rằng đó là một tình huống điều khiển rất chuyên nghiệp của ông Fagani khi cho chúng ta được hưởng phép lợi thế, và sau đó rút ra một chiếc thẻ phạt dành cho Khalin. Bàn thắng của Công Phượng vào lưới của đội tuyển Malaysia tại SEA Games năm 2015 là một khoảnh khắc rất đẹp của Công Phượng, và bây giờ anh đang đứng trước một quả đá phạt gần giống như vậy. Đây là góc sút thuận cho cái chân của Công Phượng. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Không tồi chút nào với những phút giây vừa qua. Khi mà hàng phòng ngự của Jordani vốn đứng vững trước Australia, đứng vững trước Syria và sức ép lớn từ phía Palestine, thì bây giờ đã phải nhận một bàn thua và đang có phần bối rối trước sức ép từ phía các đội chúng ta. Đó là một sự bất ngờ. Công Phượng định đá thẳng ngay. Công Phượng đưa ra một quyết định táo bạo. Và khi mà tất cả đang cố kèm những cầu thủ bên ngoài thì chỉ có may mắn thôi mới giúp cho Jordani tránh được bàn thua khi mà Ferras không bỏ vị trí. Ferras vừa cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đầu! Bùi Tiến Dũng vừa ăn thân bật lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta luôn có cảm nhận là bàn thắng đã ở rất gần rồi. Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tuyệt vời. Nhưng đó cũng là một tình huống mà trung vệ Tarek Khatab, một người cũng đã từng ghi bàn từ một quả đá phạt góc, đã tạo ra những áp lực tuyến cho cuối đầu của Bùi Tiến Dũng. Bóng đi quá cao. Trận đấu vẫn còn dài, thử thách vẫn còn lớn, nhưng phải nói đến mày, cầu thủ chúng ta đang rất cố gắng.
không việt vị. Và cũng không có quả đá phạt góc cho đội bạn. Nỗ lực phòng ngự tuyệt vời của đội bắt đầu. Các cổ động viên Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo cho đến lúc này. Mong là các anh sẽ vẫn tiếp tục thi đấu tập trung và đầy nỗ lực giống như đã làm trong suốt một năm vừa qua, để tiếp tục mang đến thêm cho chúng tôi, những cổ động viên Việt Nam, những niềm vui và sự tự hào. Quang Hải, Quang Hải, pha phạt đất, pha phạt đất, cú vào! Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Quá đẹp cho những màn trình diễn của cao thủ chúng ta. Pha đập nhả 1-2 quá hay của đội tuyển Việt Nam. Tùng Phước, thêm một quả đá phạt góc nữa, một quả đá phạt góc nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Quá tiếc cho tình huống này, đường truyền của Quang Hải. Phạm Văn Đức đã rất cố gắng để chạm vào bóng rồi, nhưng đội bạn vẫn có sự bọc lót cho nhau ở tình huống này. Quang Hải chơi vui rất hay. Quang Hải đã nhìn thấy một khoảng trống quá nhỏ. Và Jordani bây giờ cũng cần động viên lẫn nhau trước những áp lực mà đội tuyển Việt Nam tạo ra. Và sự tự tin cũng không còn với thủ thành Safi. Cú sút của Quang Hải. Hiệp 2 bùng cháy của đội tuyển Việt Nam. 15 phút vừa rồi quả thật là 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta. Bình thường anh Khắc Cường có công nhận không, Safi chắc chắn sẽ không có khó khăn nào với một pha bóng như vừa rồi. Nhưng những áp lực mà chúng ta tạo ra khiến thủ môn này không có được sự tự tin lớn nhất. Và anh ta cũng đã phải nổi cáu với những đội của mình. Đội bạn giữ kỷ luật vị trí rất cao. Cú mở bóng của Huy Hùng cho đoàn bắt đầu. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Không, không có một quả đá phạt góc. Rất cố gắng, đó là nỗ lực của Công Phượng. Một pha bóng đầy táo bạo. Dẫu biết hậu vệ đội bạn cao hơn, nhưng Phạm Văn Đức vẫn tin tưởng đồng đội để thỏa quả bóng vào vị trí của Công Phượng. Một trận đấu thật sự là cân tài cân sức. Lần này thì Đặng Văn Lâm đã xử lý chính xác. Và sau đó là một cú đá không như ý của Musa Tamari. Đối phó với một hàng tấn công có chiều cao lý tưởng của đội tuyển Jordani không phải là một điều đơn giản. Ở tình huống này thì sự xuất hiện của Huy Hùng cũng khiến cho số 18 của đội bạn không thể có được sự bình tĩnh để thực hiện một cú dứt điểm. Anh buộc phải quăng chân ngay. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Quả đá phạt góc. Những giây phút vô cùng hồi hộp tại sân An Ma Tùm. Và cho đến thời điểm này thì thể lực của cao thủ chúng ta, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, vẫn đang 50-50 so với đối thủ của mình. Công Phượng đã được đưa ra nghỉ và sẽ không phải là người thực hiện quả đá phạt góc. Nhưng lúc này thì chúng ta có Tiến Linh ở trong sân. Một trận đấu rất đặc biệt khi chúng ta được hưởng tới 7 quả đá phạt góc. Có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống mà bóng hướng từ vị trí của Đoàn Văn Hậu. Phút thi đấu thứ 89 rồi. Tiến Linh đã có mặt, nhưng chúng ta cũng có thể hy vọng ở các trung vệ nữa. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Rất may. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ hai.
dành cho đội tuyển Việt Nam. Chuyển hướng rất nhanh dành cho Quang Hải. Bóng trong chân của Phan Văn Đức. Chính xác. Tiến Linh ở bên trong. Dứt điểm. Tiến Linh. Hậu vệ đội bàn áp sát kịp thời. Cú sút xa. Tính kỷ luật trong lối chơi giúp cho Jordani luôn duy trì được mà hàng phòng ngự có đủ số đông, và tình huống này họ đã ghi bàn vào. Pha khống chế của Tiến Linh là rất tốt rồi. Và tình huống chuyển sang cánh trái của Hùng Dũng cũng được kết thúc bằng một đường chuyền hay vào trong. Kịp thời, rất hay. Pha băng ra kịp thời của Đặng Văn Lâm. Tuyển Việt Nam thì Jordani dùng nhiều đường chuyền ở bên phần sân nhà, nhưng họ bất ngờ có một cú đưa bóng dài lên phía trên. Và đây là tình huống mà số 11 của đội tuyển Jordani đã di chuyển cực kỳ khôn khéo. Đường chuyền chính xác tới từng mm dành cho số 11. Đó là Yasin. Trọng Hoàng. Hoan hô Trọng Hoàng. Nhưng đáng tiếc đó lại là một lần cắt còi của ông Fagani. Một tình huống mà trọng tài đã xử lý quá nặng tay với Trọng Hoàng, khi đây là pha tranh chấp sòng phẳng giữa cầu thủ hai bên và không có một động tác nào phạm lỗi của Trọng Hoàng cả. Đó chỉ là vì Trọng Hoàng mạnh hơn đối thủ mà thôi. Đặng Văn Lâm vẫn đang điều chỉnh vị trí hàng rào của Văn Toàn và Quang Hải. Đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Lần này thì không còn nguy hiểm nữa rồi. Đúng là các cầu thủ đã thi đấu với một sự quả cảm và một tinh thần tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Với những tình huống như vậy mà chắc chắn là nhiều cổ động viên chúng ta trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Sa Phi, Quế Ngọc Hải, cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa, và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordani trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm, thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta, và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sút phạt tốt nhất của mình là Ba Ha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và Ba Ha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Của Ba Ha là quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những cầu thủ sút phạt tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần
thực hiện những cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Baha Saif. Cú đá của Baha. Hoan hô Đặng Văn Lâm và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng. Nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bắt lấy tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại kiến tạo. Chúng ta đang dẫn 3-1 rồi. Số lượng sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi. Đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương. Minh Vương. Một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương. Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Xin chào Bùi Tiến Dũng, xin chào Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vào tứ kết của Asian Cup 2019 rồi. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng
áp lực là khủng khiếp, nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani. Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vỡ bờ. Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân, một người lính đao bóng, và nó cũng là hình ảnh của những chiến binh sao vàng. Tuyệt vời, Jordani các bạn đã chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay. Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng có mặt ở tứ kết. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất, và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui, là sự thất vọng. Chưa bao giờ chúng ta thấy được một hình ảnh như thế này từ phía Jordani. Phải rồi, họ rất mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay.